Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay, ngoài phần tin là phóng sự cảnh báo tình trạng xe container chạy ẩu gây tai nạn trên địa bàn Hưng Yên, phần cuối là hướng dẫn kỹ thuật điều khiển ô tô ghép xe ngang vào nơi đỗ. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 8, thông tư số 58/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành. Theo đó, việc cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông đường bộ, các loại xe ô tô, xe máy mua bán qua nhiều chủ nhưng không còn các loại giấy tờ thì vẫn có thể được giải quyết sang tên đổi chủ khi phương tiện này không nằm trong danh mục xe bị đánh cắp. Điều 19 thông tư quy định, người sử dụng xe có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý hồ sơ xe giải quyết đăng ký cấp biển số với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký xe hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký cấp biển số mới. Với xe không có giấy tờ mua bán, cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn 30 ngày để gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe, nếu biết công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe giải quyết đăng ký cấp biển số mới. Người đang sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của xe, nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, người dân không có giấy tờ xe sẽ không thể chuyển nhượng sang tên đổi chủ xe. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo và xe container, làm 4 người thương vong. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng cần tăng cường quản lý, xử phạt vi phạm với các loại phương tiện này nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Đây là hình ảnh vụ tai nạn xảy ra trong tuần vừa qua tại nút giao đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đoạn qua xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 2 người trên xe khách. Nguyên nhân chính được xác định là do xe container đã không dừng xe khi thấy còn 3 giây đèn đỏ. Còn đây là hình ảnh vụ tai nạn đấu đầu giữa hai xe container xảy ra ngày 23 tháng 4 trên tỉnh lộ 379, địa bàn xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Hậu quả là một lái xe tử vong, phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe tải xảy ra ngày 30 tháng 3 tại đường gom khu công nghiệp Phú Thuy A không gây thiệt hại về người nhưng lại gây thiệt hại về tài sản, khiến nhiều xe lao xuống mương nước và bị hỏng nhiều thiết bị. Xe công nó chạy thì với cái tốc độ là xe có hàng, chạy rất là lớn, hàng nó nặng mà phanh thì không thể phanh nổi. Xong là xe đằng trước đằng sau vượt, tránh thì là phải ăn vào thôi. Gây ra tai nạn ở cái chỗ ấy. Là cán bộ trực tiếp làm hiện trường và điều hành giao thông khi vụ tai nạn do xe container húc lật xe khách tại nút giao, địa bàn xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Thượng úy Chu Văn Tới, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Ân Thi cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến người điều khiển xe container căng thẳng, trong đó lỗi chủ xe cổ vũ thời gian chạy xe dài, lưng cao khiến lái xe mệt mỏi, xử lý tình huống trên đường chậm và thiếu minh mẫn. Khi xe công mà đã xảy ra tai nạn thì thường là những vụ tai nạn là rất là nghiêm trọng. Và nguyên nhân một số đấy là thứ nhất là sức khỏe không đảm bảo, thứ hai là thì không chú ý quan sát, không tuân thủ các cái hiệu lệnh của đèn tín hiệu. Để kiềm chế tai nạn giao thông do xe đầu kéo gây ra, ngoài việc chấp hành các quy định về giao thông thì người lái xe container cần đảm bảo hai yếu tố về sức khỏe, thời gian lái xe trên ngày và làm chủ được tốc độ nhằm kiểm soát lực quán tính của xe. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình nhằm ngăn chặn tình trạng lái xe làm việc quá tải. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về quy trình ghép xe ngang vào nơi đỗ. Quy trình gồm có 3 bước. Thì tôi có đặt các điểm A, B, A phẩy, B phẩy như trên. Bước thứ nhất cho xe tiến vào khu vực giới hạn của nơi ghép xe, điều chỉnh xe đi với tốc độ chậm cách vạch giới hạn từ 25 đến 35 cm. Quan sát gương chiếu hậu phía bên phải khi bánh xe phía sau tương ứng với vạch giới hạn A phẩy, B phẩy. Và đây cũng là thời điểm kết thúc bước thứ nhất. Bước thứ hai là cho xe lùi vào nơi đỗ. Chúng ta quan sát gương chiếu hậu hai bên và đảm bảo an toàn thì chúng ta cài số lùi. Khi xe bắt đầu chuyển bánh là thời điểm chúng ta lấy hết lái sang bên phải, đồng thời chuyển mắt quan sát gương chiếu hậu. Khi nào thành xe phía bên trái thẳng góc điểm B
là thời điểm nhanh chóng ta trả lái thẳng khi bánh xe cách vạch giới hạn AA phẩy, đồng thời chuyển mắt quan sát gương chiếu hậu phía bên phải khi thành xe song song với vạch giới hạn BB phẩy và cách vạch giới hạn BB phẩy một khoảng cách từ 15 đến 25 cm là thời điểm trả lái thẳng và lùi xe. Khi lùi xe mà bánh sau quan sát gương chiếu hậu phía bên trái, khi bánh xe tới vạch dừng kết thúc bước thứ hai, bước thứ ba tiến xe ra khỏi nơi đỗ thì chúng ta và quan sát phía trước, khi không có chướng ngại vật thì chúng ta cài số tiến, và khi cho xe lăn bánh là thời điểm kết thúc bước thứ ba của quy trình ghép xe ngang vào nơi đỗ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.